À, bây giờ thì coi như là mấy con còn làm cái bài, còn những cái bài đó mấy con làm hết rồi á, thì đương nhiên thầy báo trước cho biết thì khi làm hết rồi thì cái bữa mà thầy sắp tiếp lớp cho mấy con tu á, thì như con tuổi trẻ mà bài dở mà làm đủ hết thì đồng thời nó vào một lượt, còn nếu mà trong 2 tuần nữa mà làm không hết bài dở hết thì coi như ở lại cái lớp tiếng kiến để mà cho hết những cái bài dở đó rồi thì mới có lên tu được. Nhưng cái lớp mà vào cũng như 20 ngày nữa người ta vào tới tháng tới thì người ta vào lớp tiếng tu viên người ta học để người ta sẵn tâm, thì con làm không hết không kịp thì con còn ở lại, còn nếu mà con làm kịp trong 20 ngày mà con làm kịp thì con sẽ lên con luyện tập. Nhưng mà trong khi cái thời gian mà tu tập nó mà nếu mà có hoàn cảnh những cái lỗi nào đó không đúng cách thì con, hoặc là con làm con xả cái tâm con không được á, thì con cũng trở về lớp tính kiến để mà con triển khai cái tri kiến hiểu biết cho mình để mình xả các cái người của mình sẽ không kéo được gì tới tâm nhiều hơn. Sau cái thời gian đó thì thầy sẽ chuyển nhiệm ra hết. Còn bây giờ thì mấy con yên tâm mà cứ lo để mà triển khai những cái hiểu biết của cái tri kiến của mình về các pháp như thì con tâm từ tâm đi tâm mặt hại tâm kéo với tâm tự mặt lần cái tâm từ tâm đi như vậy đó. Vừa rồi thầy cũng là một cái người tu sĩ mà biết về tâm từ tâm đi hầu hết là cái người này là có đi học về Phật học, cho nên nói cái từ vi đi xã này thì thấy nó lộn xộn, không phải là pháp luật nhất, nói nó lộn xộn lắm, cho nên vì vậy nó chưa mà đúng. Nên cái điều kiện kiến thức mà học về cái pháp độc nhất như tâm tự như đi xã như tâm kinh Phật dạy coi như là không có thể nào ở trong cái hiểu biết đó mà áp dụng vào kia, cho nên cần phải chỉnh lại cho nó rõ ràng cụ thể hơn để giúp cho cái gì tu sĩ này hiểu rõ nó mới được. Cho nên bây giờ con tiếp tục còn mấy làm bài nữa, con còn mấy làm nữa không con? Có hỷ xả ba con, bi hỷ bi xả ba bài, cố gắng làm sao mà trong 20 ngày này mà làm sao có tâm ba bài. Còn nếu mình biết cái từ mau cũng tại vì con nó mà con đi vô xa đó thì ra con phải nghe kỹ thì con mới tập. À bây giờ như là các bài đó là con đã nghe kỹ hết rồi, kỹ hết nắm vững hết rồi đó. Bắt đầu bây giờ có viết thôi, viết cho nó viết sao mà thầy đọc thầy thấy nó mà thầy thấy nó lên cái lớp mà chính tư duy nó đạt được cái chất lượng thì nên là từ cái tri kiến của mình hiểu. Còn khi mà con không hiểu biết thật sự là con hiểu biết không có triển khai được thì thầy sẽ giúp cho cái điều kiện để cho mình triển khai tâm từ tâm bi thì đặt tướng của mình để mình nhắm vào đó để mình xả tâm cho nó dễ hơn. Nhưng mà điều kiện là cùng cực là những cái người đó thì cái tri kiến nó ít quá, không có triển khai được cái tri kiến giải thoát của mình, cái sự hiểu biết của mình nó không có diễn tả được, nhưng mà nằm ở trong đó là họ có biết nhưng mà không biết, nhưng mà họ diễn tả không được thì thầy sẽ giúp cho họ ở trong cái hiểu mà không diễn tả được đó, họ sẽ tả được đó. Viết là thầy mấy con viết sao thầy cũng hiểu mấy con hiểu hay không hiểu. Có nhiều người viết câu ngắn ngủn vậy chứ mà thầy viết họ hiểu rất cụ thể rất rõ ràng nhưng nói không được, cầm lúa viết không được. Còn những người mà viết được, nói được, diễn tả được bằng cái ngòi bút của mình thì mấy người đó là áp dụng, hướng dẫn cho họ áp dụng mà họ triển khai họ áp dụng được thì họ đỡ hơn thầy một chút, tại vì họ hiểu thì diễn tả được, cho nên họ áp dụng được cái tâm của họ là đỡ. Còn những người mà diễn tả không được, áp dụng vào cái diễn tả không được bằng cách là họ hiểu, họ nói được chưa nói được nhưng mà cái tâm không được thì áp dụng cho họ để họ tu tập thì không sai được, nó bỏ họ không phải đâu. Mấy người đó là người ta tu dốt á, người ta tu dốt người ta được. Hỏi thêm vấn đề chỗ cái gì chữ như ngồi cái gì chữ cũng quan sát cũng chỗ chúng tôi thì tôi nghĩ cái này do là nó đi nhà đúng như chữ như chứ còn một cái học ở đây đó còn người vào đó thôi, còn một cái là có đi nhà đúng như nó phải hành gì đó mình hay biết được cái đó là cái niệm vọng mình vừa hay nói giống như cái nó
cứ đưa ra một cái lộc trình dài, cái giọng như thế nào thế nào, một nghìn hàng cây vậy thôi, rồi tôi cũng quét bỏ. Như vậy có phải là cái đàn lưu lậu mình nó triển khai không thầy? Nó coi như là coi như là con khi mà cái niệm mà nó kẹt vô nó không có rõ, có phải không? Có, đây là cái niệm không rõ nghĩa là nó con đang ngồi thân thản, nó đi ngang cái là nó mất luôn. Còn có một trạng thái nữa là nó đi ngang con nhận chân ra được, nhưng khi người nhận chân ra được thì cái niệm nó tự nhiên nó bật ra và ví dụ như thị nát giọng hay là thất dục hoặc cái nào đó, nó dịch ra cho mình biết nguyên cái nghĩa dài của cái đó, xong không quét bỏ, nhanh lắm. Không quét bỏ bằng cách nào đây? Con tác ý hay sao? Dạ, tác ý. Tác ý. Con tác ý, ví dụ như đây là việc mát, con nói đây là đất, người hãy đi đi. Ở đây không, ta không chấp nhận việc này, thì nó mất. Chưa phải đúng không? Chưa, mới đầu con vào tu thì cái niệm đó con phải tác ý vậy đã. Mà con cũng biết là cái niệm này là niệm ái kiến xử nè, cái niệm này là niệm tác dụng nè, con biết vậy đó ha. Thì con mổ xẻ nó ra tác dụng như thế nào, qua cái bài học mình cái thân bất tịnh như thế nào để đối trị cái thân đó, cái niệm đó. Con lấy cái đối trị của cái thân bất tịnh của mình để đối trị cái thân tác dụng, cái niệm tác dụng đó, để hóa giải nó bằng cách này. Thế bây giờ con cũng biết nó là cái niệm đó rồi, nhưng mà cái đó là con chỉ tác ý nó một cái để cho nó đi nhanh chóng, nhưng mà có cái điều kiện là bây giờ mình bắt đầu coi như là mình làm lại từ đầu, học lại từng đầu để xả từng cái niệm. Cho nên khi mà có cái niệm đó thì bắt đầu con đưa cái định vô lậu vô, niệm đó là bây giờ cái niệm đó niệm sắc dục, bắt đầu là con mới tư duy cái thân bất tịnh để mình làm cho nhàm chán, để anh đừng có niệm nữa, anh đừng có khởi nữa, chứ không kéo đừng tác ý anh vậy đó, đây là niệm sắc dục đi thì con tác ý vậy nó đi chứ không phải không đi, nhưng mà nó đi nó chế. Bây giờ tôi mổ xẻ ra, bây giờ tôi muốn nhàm chán, tôi ứng quá rồi. Do nó thật sự nó mới đi vô. Thầy nói gì đúng. Thầy con nói trong đủ năm điểm mà con đang ngồi tu mà nó đến, mà con mổ xẻ nó nhanh lắm này. Cứ như là kinh nghiệm đó mình có từng bình phẩm, từng luận nó là từng thông suốt nó là khi mà nó đến cái là mình biết nó liền. Chứ nó liền nhìn từ đầu tới cuối là biết nhận thân thân tướng nó, con mới khác ý đuổi nó đi. Bây giờ nó lại khác nữa. Bây giờ một lần này nữa, bây giờ tại sao mà đuổi mày đi thì tại sao mày còn tới nữa? Tức là mày chưa nhàm chán đâu. Tao biết chưa? Tức là mày tu, mày quán cái tâm sắc dục, mà mày quán cái thân bất tịnh này, nó chưa đến mức độ mày nhàm chán cho nên còn tới. Mà còn tới thì bây giờ đó tao không quán sơ sơ đâu. Tao đưa cái đề tài này ra, tao nhớ lại cái bài mà tao làm tâm sắc dục, tao đem ra tao đọc tới lợi tự nhiên, tao coi cứ còn sót cái gì, và đồng thời thì dùng những cái tưởng mà bất tịnh để mà ta phá mày, bắt đầu mới tu cái tưởng bất tịnh để phá cái niệm. Một cái niệm đó mà khởi ra con có thể tu một ngày hai ngày về cái tưởng bất tịnh, chứ không phải là tu chơi đâu. Tu này là xả thật đó. Nếu mà xả như một lần đó, thì nó còn tới còn lui. Nói cái ông này ông nói gì chứ ông gạt ngang rồi chứ không, mình còn cái tu chưa nó sợ đâu, mình tới nữa thành ra con bị tới hoài. Còn cái này con mổ sẽ nó tận gục, nó sẽ không còn tới nữa. Cái cuối cùng là thì cái niệm sắc dục không tới phá thật phá, mà bởi vì con khi mà con bị cái niệm sắc dục vậy đó, con thấy sao nó cứ tới lui mà mình mỗi lần mình tác ý thì nó hết rồi, mình ngồi tu bữa hai bữa cũng không có tới nữa. Thì lúc bây giờ đó con mới đưa ra cái niệm đó, con sẽ nói rằng bây giờ con sẽ tu cái quán thân bất tịnh, quán cái mùi thúi, con tưởng là cái mùi thúi. Chừng nào mà con tưởng ra cái mùi thúi đó, thì nó có cái thân cũng như là cái thân bất tịnh nó tóc bốc ra cái mùi thúi, con như người tưởng cái tay người chết sình trương lên mùi thúi, thì con tưởng là con thấy hình sắc nó được, rồi con thấy cái mùi thúi nó bốc lên, nghe cái hương tưởng cái hương thúi nó bốc, thì như vậy đó là mình đã thực hiện được trình đó, mà nó hết rồi, nó ngán rồi, nó không có vô. Còn bây giờ cái tưởng con nó chưa có, nó hay vô, bởi vì nó cái tâm sử dụng nó mạnh lắm, nên vì vậy mà nó mình quán tưởng sơ sơ thì nó không hết. Cho nên mình phải đi tới cái chỗ mà cướp nó như vậy, nó mới diệt được. Có là có những cái tưởng mà con tưởng nó tự nhiên cái trạng thái cái vấn đề một còn con muốn muốn quá này, con quá nó thì rốn ghê mà. Có đôi khi con ấy là muốn dùng mình luôn, nhận thấy nó ghê quá đó, mình tự nhiên mình sợ lắm. Ví dụ như cái bất tịnh đi, con đang ăn cái đó mà
tự nhiên cái dòng tư tưởng mình quán hàng ngày nó còn như quán thực phẩm đó, nó tới nghe là còn muốn ngã nó liền, thấy không ạ? Thấy không ạ? À, đó là nó thấm nhuần, còn ngã nó liền đó. Đúng rồi, phải tu tập tới cái mức độ đó, khi mà thấy món ăn mà nó còn thích, nó còn muốn ăn thì quán thực phẩm bất tịnh, mà thấy tham sức dục còn khởi lên thì phải quán thân bất tịnh. Nó cũng đó là mình cái phương pháp đối trị. Nhưng mà bây giờ một lần, hai lần, ba lần mà nó ăn thì mình phải tu tập, mình thấy cái nội lực nó còn mạnh, cho nên vì vậy mà mình phải quán, mình phải tập nữa. Bởi vì mình từ cái tư duy suy nghĩ cho nó thấm nhuần, cái nhiều khi mình quán sơ sơ mình thấy như nó hiểu biết rồi, cái mình thẳng ý mình đủ đi, nó tới gì mình làm cho mình nhàm chán thật sự. Viết cái tâm của mình nó còn cái niệm này là nhà khác, như cái ái kiết sự, lâu lâu nó khởi lên, nó nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ. Làm tu làm sao mình sống độc cư, bây giờ mấy con độc cư tới nó tuôn trào cho mấy con thấy thấy. Nghĩa là mấy con còn nói chuyện, còn tiếp duyên, còn đi tới đi lui, còn nói những kia thì nó ít. Chứ mấy con sống một mình thì con đổ ra cho mình nhiều. Cho nên vì vậy mà lúc này là lúc mà thầy khép mấy con vô để tu cái lớp mà tính tư duy này, coi như mình tư duy để xả cái tâm để làm chủ. Thì do đó mấy con cũng gặp cái trường hợp rất là nhiều cái khó khăn, mà trong khi đó cũng thấy cái tâm mình ở trong cái niệm đó mà nó thường xuyên tới đuôi con tả ý một lần hai lần mà nó không dứt thì đưa cái bài đó ra mà mình tư duy quán rất nhiều hơn nữa, để biết là tiêu tiêu nó không có còn mà để nó ở trong tâm mình chút nào để cho mình đạt tới cái chỗ mà giải thoát hoàn toàn, mà chứ không phải là tu cầm chừng mà tu không có nữa đâu. Tu cho nên chịu khó, chịu khó. À, nhiều khi mấy con làm bây giờ là ở trong lớp chứng kiến thì mình làm bài đó, nhưng mà tới cái lớp chứng TV rồi thì mấy con không có làm bài. Nhưng mà nếu mà nó không đi, thấy nó một hai lần mà tới lui mấy con tắt ý mà còn nó nữa, còn cái niệm nó nữa, thì mấy con làm bài hẳn hòa đàng hoàng đưa cho thầy để mà thầy kiểm điểm lại coi cái chứng TV của mấy con đó, thì mấy con ghi trên bài con bị cái niệm này nó tới lui nhiều lần, xin thầy xét con có quán gì đúng hay sao, thì thầy sẽ hỗ trợ giúp thêm cho cái thằng đó, thêm cho mấy con để mấy con mở được cái tâm. Bây giờ mấy con còn hỏi gì thầy không? Tới đây là cái quyết định của cái lớp tu của mình phải đạt được đó. Chứ nếu mà mấy con không có hỏi mà để biết để mà đạt được đó, thì coi chừng nó được nó coi như là nó không có kết quả đâu nha. Cái lớp này là lớp tu phải có kết quả, chứ mà lớp tu mà không có kết quả thì không có được. Cho nên phải ráng thực hiện cho nó được kết quả. Bởi vì phải tu đúng đó con. Phải thầy phần sau này làm tâm từ tâm bi tâm hỷ à, con làm tâm từ tâm bi tâm hỷ rồi đúng không con? Con làm tâm xả à, coi như là tiếp tục con làm cho cái tâm xả cho nó. À, khi nào hết rồi thì bắt đầu đó mấy con sẽ vào cái lớp mà tu đó, lớp để mà tu tập. Rồi mấy con thích về cái tâm nào thì xin thầy cho con tu cái tâm đó, thì ôm một cái pháp duy nhất để mà tu cái tâm đó cho đến lúc tháo, cho đến xả tâm ly dục nhất pháp hoàn toàn. À, bây giờ mấy con còn hỏi thì gì thêm không? Không. Ai còn thầy chú truyền nói chút không? Cái đó làm rồi được không? Chưa làm. Không, con có mấy bài để rồi thầy đọc rồi con mới đưa lại cái kia. Không, cái tập sách của con ở nhiều dường như thì làm thì con có như cái bài đó. Cái này cái bài nhát của con không? Dạ, không phải. Tập con làm gì đó dễ. Thôi con cứ làm đi. Để đi làm cái bài này cho con rồi nọt thầy thầy. Thầy sẽ hướng dẫn cho. Còn có đi lên trước. Rồi mấy con còn hỏi thì gì không con? Có ai hỏi con hỏi con đến thăm thầy có gì không con? Hỏi đầu tiên.